Xin chào các bạn. Trong bài học hôm nay, tôi xin giới thiệu về sơ đồ khai cuộc mở. Trước khi ván đấu bắt đầu, lực lượng của hai bên cân bằng, các quân hai bên chiếm cứ phần lãnh thổ tương đương, ứng với thế hoàn toàn đối xứng. Tuy vậy, vẫn có lợi thế cho bên trắng, đó là quyền đi trước. Vậy lợi thế này lớn đến mức nào? Con số thống kê thông qua ván đấu của kiện tướng và đại kiện tướng cho thấy trắng thắng nhiều hơn so với đen khoảng 60% so với 40%. Rõ ràng vì về sau đi khó trắng hơn. Trong ván đấu của các lính mới, mọc quân thường không quan trọng, điều quan trọng hơn là kiến thức. Thiếu kiến thức cơ bản về ra quân, bạn rất dễ rơi vào yếu thế. Vì vậy, nghiên cứu khai cuộc để chơi tốt là điều cần thiết. Xong trước tiên, xin nhấn mạnh một vài chỉ dẫn bổ ích. 1. Trước khi bắt tay vào nghiên cứu sơ đồ khai cuộc cụ thể nào đó, bạn cần hiểu rõ và nắm vững các nguyên lý ra quân cơ bản. Điều này rất quan trọng, giúp bạn định hướng chính xác trong nhiều khai cuộc khác nhau. Tuy nhiên, nhiều sơ đồ khai cuộc rất phức tạp. Cuộc chiến giữa hai bên bùng nổ ngay từ những nước đi đầu tiên, nên mỗi đi sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá tức khắc. Đó là gambit vua, gambit Evan, phòng thủ hai mã. Trong những khai cuộc như thế, đòi hỏi cần có kiến thức cụ thể. 2. Dù sao cũng đừng cố gắng học thuộc các phương án phức tạp của những sơ đồ khai cuộc như thế, vì lợi ích thu được rất thấp. Điều quan trọng hơn là nhiều hiểu rõ và nắm vững tư tưởng cơ bản của các phương án. Còn các nước đi cụ thể, ắt hẳn bạn sẽ tự tìm ra. Nên nhớ rằng, ngay cả các đại kiện tướng cũng không biết hết tất cả các kiểu khai cuộc. Song vẫn định hướng chính xác khi gặp khai cuộc lạ. Hơn nữa, họ thường không chơi tất cả các loại khai cuộc, mà chỉ tập trung chuyên sâu vào một số sơ đồ nhất định mà thôi. Vậy nên, sau khi làm quen một lượt các hệ thống khai cuộc khác nhau, bạn sẽ quyết định nên chọn chơi khai cuộc nào. Sự lựa chọn phụ thuộc vào sở thích, tính cách hay phong cách chơi của bạn. Nếu bạn thích tấn công, không ngại thế quân, hãy chọn các sơ đồ gambit. Còn nếu thích chơi thế trận bình ổn, sẽ có dạng khai cuộc bình ổn một cách tương đối cho bạn. 3. Tuy nhiên, nên cố gắng thử sức mình cả trong tấn công lẫn phòng thủ để xác định xem phong cách nào bạn sẽ chơi tốt hơn. Trong các bài học dưới đây, các bước nghiên cứu khai cuộc có trình tự như sau. Các bạn trong những bài học này, các ván cờ mẫu được chọn lọc kỹ để phản ứng chúng ta cần nghiên cứu. Sau khi đó, các bạn hãy cố gắng tìm cơ hội vận dụng kiến thức thu được vào các ván đấu thực tế. Tuy nhiên, sau mỗi ván đấu, cần so sánh đối chiếu với các phương án lý thuyết và rút ra bài học cho bản thân mình. Sau đây, tôi xin giới thiệu một ván cờ khai cuộc mẫu 1, ván cờ Scotland diễn ra giữa hai cầu thủ Alex Kin và E. Slatker năm 1914. 1. E4 E5 Mã F3 đủ tốt. Mã C6 là nhiều tốt. D4 này. ED4 mã D4 mã F6 mã C3 tượng B4 ghi mã lại. Vậy ở đây bên trắng cũng không có vội ăn gì cả. Có thể ở đây hai bốn mã được phát triển lên hết và tượng lên đây để ghi mã. Tới đây bắt đầu bùng nổ mã C6 tốt bên C6. Nếu mà tốt đen này ăn lên thì hậu này sẽ ăn lên đây trước tướng và
vua phải ăn vô, và khi đó vua sẽ không còn nhập thành được. Do đó lựa chọn của bên đen là phải ăn tốt đây thôi. Tượng D3. D5. Đây này đuổi tốt. Tốt E D5. Ăn lên. Tốt C D5. Như vậy đen đã được phá được cái thế tốt chồng đây. Đen cũng chưa vội nhập thành, vì nhập thành nhiều khi cũng không có lợi, chứ trường hợp bị chiếu người ta có thể lên đây. Tới đây thì bắt đầu đen nhập thành gần, nhập thành, xin lỗi, nên trắng đi trước, gần đen đi nhập thành. Tượng G5. Ghi mã lại. Vậy sau khi nhập thành rồi thì con mã này hết bị ghim. Riêng cái bên này còn bị ghim mã hậu. Tượng E6. Tượng E6. Như vậy đen củng cố trung tâm của mình. Tốt này, nằm đây cũng chiếm được được hai ô này. Ô này. Cứ cứ được trung tâm, và đen cũng lên cũng dây giữ cự. Củng cố trung tâm của mình. Hậu F3. Thể đánh vô đây, tôi ăn lên thì họ cũng sẽ chiến giữ luôn này. Tôi E7. Về hỗ trợ. CA E1. Tiếp tục hỗ trợ này. Như vậy ở hai bên đang dồn lực lượng để chuẩn bị đánh vào đây. H6. Đối tượng. Khi chơi ván cờ này, Lê Cơ là đương kim vô địch thế giới, trong khi An Lê Khin chỉ mới bắt đầu sự nghiệp cờ. Chắc hẳn khi chơi nước cuối cùng, Lê Cơ không hề gần đối thủ có thể ép hòa cờ bằng đòn phối hợp. Khả năng như sau. Tượng H6. Ăn được tốt. Đây là rất là bất ngờ. G H6. C E6. F E6. Bằng cách hay sinh hai con ở đây, hai vị trí này, thì cánh vua rất là yếu. Hậu G3. Chịu. Vua H8. G6. Và thánh thành do thế giới đây chưa hết.
Hậu E8 bắt buộc trong trường hợp này bên đen phải đuổi hậu đi chứ không rất là nguy hiểm. Hậu ra đây, hậu ra đây thì mã sẽ rút, phải rút về, rất nguy hiểm. Hậu E8 hậu H6 chiếu vua G8 hậu G5 chiếu vua H8 hậu H6. Tới đây thì hai bên đã đồng ý hòa, tại vì bên đen đã rất là không thể nào đi, vua không còn nước nào khác. Về đây là đã bên trắng lên bằng cách là cờ thủ đây đã yếu hơn rất là nhiều, kia đã bằng cách hy sinh hai con đã ép hòa đương kim vô địch thế giới. Vậy ta thấy là bằng cách tính rất kỹ có thể ép hòa được. Như vậy qua ván cờ này hy vọng các bạn đã rút ra kinh nghiệm được cho mình. Đây là ván cờ rất là hay của hai đẳng cấp kiện tướng thế giới. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.